Chào em có thể cho chị biết tên em là gì được không? Dạ, em tên Diệu. Năm nay 32 tuổi, hiện đang sống 100/5/100 vùng quê. Bệnh suy giãn tĩnh mạch của em đã lâu chưa? Và thời gian đầu thì em thấy như thế nào? Dạ, em không nhớ chính xác là mình bệnh bao lâu, nhưng trước đây chân em hay bị chuột rút và bị tê cứng ở tê ở vùng cổ chân. Em cũng có mua thuốc về xoa, nhưng mà lúc đầu xoa thì nó đỡ, về sau lại càng đau nặng hơn, những vết thâm tím bắt đầu xuất hiện, chuột rút nhiều hơn. Và chân thì lúc đầu thì cảm thấy là mai ghép hơi chật, nhưng về sau thì là nhìn thấy rõ là bị phục. Em có tới bệnh viện kiểm tra không? Dạ có chứ, khi thời gian sử dụng thuốc bắc không được thì em có tới bệnh viện đa khoa để kiểm tra và bác sĩ bảo là em bị suy giãn tĩnh mạch chân. Cũng cho thuốc đắp lông cho em uống. Em uống thời gian đầu thì nó đỡ. Em uống được khoảng tới 6 tháng thì đến khi em có bầu thì những triệu chứng nó lại xuất hiện, lại đau, lại tê, chân nhức lên không nổi, những vết thâm tím xuất hiện ngày càng nhiều. Có khoảng thời gian đau quá em đã sử dụng với y khoa trong vòng 6 tháng nhưng không đỡ. Vì khi mà sử dụng với y khoa thì nó bó chân mình lại, nó gây mãn ngứa vì bị dị ứng, nên là để qua một bên và để tới hôm nay để làm kiểm nghiệm. Nó ảnh hưởng đến công việc hàng ngày của em như thế nào? Dạ có, vì công việc của em là phải đứng và di chuyển nhiều, nên chân đau là ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống. Nhiều khi em muốn bỏ công việc để không làm, nhưng không làm thì lấy gì để sống, hay phải cắn răng chịu cả ngày đi làm tối về mệt mỏi, tinh thần xuống thấp vì chân đau. Em chỉ muốn nằm nghỉ, vì khi nằm nghỉ thì chân mới đỡ đau. Ngay cả việc đi tắm biển cũng không dám vì những vết thâm tím làm cho không tự tin, không dám mặc đồ tắm, và ngay cả váy cũng không dám mặc. Bây giờ bệnh suy giãn tĩnh mạch của em đã khỏi rồi phải không? Dạ đúng rồi. Vì có hôm tình cờ em xem được bài báo viết về Bonnyvale của Canada nên em đang hiểu thuốc tìm mua và sử dụng, không ngờ tác dụng nó lại tốt hơn thế. Em dùng Bonnyvale với liều lượng như thế nào và sau bao lâu thì thấy tác dụng? Dạ, em cứ sử dụng thuốc như trong đơn của Bonnyvale đưa ra là ngày 4 viên, sáng 2 viên, tối 2 viên. Dùng được khoảng 2-3 tuần gì đấy thì em thấy chân bớt tê bì, phù nề và đỡ nặng chân, đỡ hẳn chuột rút. Em mừng lắm và kiên trì dùng tới khoảng 2 tháng thì nó đỡ hoàn toàn. Và sau 3 tháng thì những vết thâm tím nó không còn nữa. Chị xem, bây giờ những vết thâm đó đã không còn xuất hiện ở trên da em. Tính đến nay thì em đã dùng Bonnyvale được bao lâu rồi và bây giờ tình trạng của em như thế nào? Sau khi chân đã đi lại bình thường, em có sử dụng thêm 2 tháng để triệt để ra hàng thuốc thì mấy cô nhà thuốc bảo là vẫn thoảng phải lên nhắc lại vì cơ địa của em so với những người bình thường thì tĩnh mạch yếu nên phải uống, tĩnh thoảng phải uống nhắc lại để tránh tái phát. Tính đến nay là em sử dụng được hơn 1 năm. Bây giờ em có thể đi đứng cảm giác hoàn toàn bình thường. Khi có công việc gì đứng lo cũng vẫn thấy bình thường. Em có thể tự tin mặc áo tắm và mặc váy ngắn để đi dạo phố. Đối với một người thì em không biết, nhưng đối với em thì công việc bên này là rất tốt. Nó có thể cho em tự tin với cuộc sống.